Rồi. Leo nữa. Leo. Ừ.
Thank you.
sờ có chết được đâu mà. Mật dâu thì tuổi ngoài đấy, cảm giác đấy chị. Thank you.
không cân. Thank you.
Kể cả những quả này bà về mai chín luôn này. Dạ, không nhỉ? Nó chín nó rụng. Sao mày kiệt thế chứ, phải đem túi xanh như thế. 3 cân 2 rồi, 3 cân 3 rồi. Cái này chú lấy 2 cân, 2 cân 10.000. Đấy, nó không còn lại. Cái này không còn cân nữa, cái này được rồi. Còn lại thì nó quái. Nó lấy quả xanh thì lấy xanh hẳn, nó về cho đường. Nhưng ơi, nó đau. Đau 2.000, quả như xoài không? Mà nó về. Lấy con cao mình nữa. Nó là lấy cái 10.000 thì đi hái làm gì? Thấy chưa? Có 10.000 tiền xoài mà làm xe. Mấy cân? 4 cân. Có 1 cân mới hết rồi. Mặc cờ hả xin.
Hai bước quá.
Thank you.
xem thoải mái. Hôm qua hai thằng đi bắt mà mấy thằng đi bắt phải không? Cua này bán bao tiền cân đây? 100 cân thôi anh. Ừ, để cho anh 1-2 cân. Thế ít hơn một phần bà. Bà cũng đấy à? Không có đấy đấy, hai phần đấy. Bà hôm nay trưa nay tiếp khách lãnh đạo luôn. Thế lãnh đạo thì con phải lấy hết cái chỗ này, lãnh đạo cho ngồi nhai cho nó kẹt gan. Không, phải ăn ít thôi thì nó mới ngon, ăn nhiều nó rồi, nó mất cái độ ngon mình toàn rồi. Chưa, mỗi người chưa được một con đâu mấy người. Thế thôi, lấy ví dụ. Không cần nhiều. Người đẹp mà cái cân nó ngang đẹp. Con đấy chắc được cân. Đó chưa, cho con nữa đi. Cô đá với cô nữ chẳng giống nhau. Đây, cho con nữa. Cái này cân bao nhiêu? Chúng ta đó nhỉ? Cái này về hấp nha, hấp thả ớt. Thank you.
Thank you.